Tiên tri tiết lộ, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mệnh, bề trên ban cho lộc lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, làm ăn chúng lớn, giàu có hơn người. Trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như biết được ba cơ hội vàng này. Qua nghiên cứu về vận số tử vi của nữ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024, các bậc thầy tử vi phương Đông đã đưa ra dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm vận khí hội tụ, tài lộc bùng nổ cho nữ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bao nhiêu vất vả khổ cực đã qua, năm nay là thời điểm bứt phá của nữ tuổi Tân Dậu, thời vận hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài lộc không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, sống một cuộc sống an nhàn, giàu sang phú quý hơn người. Vậy, năm 2024 tới đây, tuổi Tân Dậu nữ mạng cần phải làm gì để đón cát xua hung, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe như thế nào? Đặc biệt là ba cơ hội vàng nào giúp nữ Tân Dậu trở nên giàu có là gì? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nữ mạng tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, long tàng chi kê, thời vận hanh thông, mưu cầu như ý, phú quý phát tài, tiền vàng nhét, chật két. Trong năm Giáp Thìn 2024, nếu hữu duyên biết được ba cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024. Tân Dậu sinh năm 1981, hay còn được gọi là long tàng chi kê, gà trong lồng. Năm sinh dương lịch từ 15 tháng 2 năm 1981 đến 24 tháng 1 năm 1982, tuổi âm lịch, 44 tuổi, nữ thuộc cung Cấn Thổ, Tây tứ mệnh. Tân Dậu theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, Thạch Lựu Mộc, tức cây Thạch Lựu, tương sinh Hỏa, Thủy, tương khắc Thổ, Kim. Thạch Lựu Mộc vốn là loài cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên nó có sức sống mãnh liệt, phi thường. Để có thể thích nghi tồn tại được, chính bởi lẽ đó, nó ảnh hưởng tới tính cách con người mang mệnh này. Người mệnh Thạch Lựu Mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất, họ có lối tư duy, tưởng suy nghĩ kiên định và cứng rắn, ít khi thay đổi nghị lực với cốt cách con người họ, ít ai sánh bằng. Trong ngũ hành, mệnh Mộc thuộc mùa xuân, mùa của sự sinh sôi, phát triển của muôn loài. Hành Mộc được hình dung như một cái cây, ở đó vừa có sự mềm dẻo, nuôi dưỡng, vừa có nguồn năng lượng tượng trưng cho sự phát triển. Do đó, những người thuộc Thạch Lựu Mộc cũng được biết đến với tính cách, phẩm chất nhân hậu, vốn lương thiện, biết yêu thương, cảm thông chia sẻ. Nữ Tân Dậu mệnh Mộc là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại, yêu cái đẹp, nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó, nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Phụ nữ tuổi Tân Dậu, phần lớn thông minh sắc sảo, nhanh nhẹn hoạt bát, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba, hay một nhân viên xuất sắc, dù ở vị trí vai trò nào, thì tuổi Tân Dậu vẫn có thể phát huy tối đa tài năng, tinh thần trách nhiệm cao của mình. Những người này khéo léo trong giao tiếp, vì vậy, họ có thể xây dựng nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp, không ai giỏi thuyết phục người khác bằng tuổi Tân Dậu, lĩnh vực ngoại giao sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Hay nữ giới tuổi Tân Dậu có thể thử sức trong lĩnh vực thiết kế, sự khéo léo, tỉ mỉ, chăm chỉ sẽ giúp họ đạt được nhiều thành công. Làm việc với những người tuổi Tân Dậu bạn sẽ luôn trong tình trạng phấn đấu nỗ lực hết mình, bởi những người này rất cầu toàn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến họ không ưng ý. Điểm yếu duy nhất của tuổi Tân Dậu nữ mệnh khi làm việc đó là quá do dự, thiếu quyết đoán, điều đó khiến cho họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp của mình. Họ phù hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, bởi đôi lúc họ bảo thủ cố chấp, không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Dù cho có gặp khó khăn vì tính cách này, nhưng tuổi Tân Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững vàng. Họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì, càng về sau, sự nghiệp càng phát triển, tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Từ 40 đến 45 tuổi là những năm đẹp nhất trong cuộc đời Tân Dậu, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, có được sự nghiệp, cuộc sống như ước muốn, sự mạnh mẽ giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Phụ nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Thạch Lựu Mộc, có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư dôi, chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên cũng thường xuyên lâm vào cảnh phá tài, cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tuy nhiên, con giáp này tốt hơn hết chớ nên cho người khác vay mượn quá nhiều, khả năng nhìn người không tốt, tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được, vừa thiệt thân,
mà còn vừa mua bực vào mình. Một điểm nổi bật trong vận trình của phụ nữ tuổi Tân Dậu, dù là trong công việc hay trong chuyện tiền bạc, là sự không ổn định. Họ có tài nhưng cũng có tật, thiếu tập trung hoàn toàn vào công việc. Bản mệnh cần học cách độc lập làm việc, chớ nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Khi gặp phải chuyện khó khăn, việc đầu tiên mà bạn nên làm đó là tìm cách tự mình giải quyết. Điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Những kinh nghiệm mà bạn đúc rút được sau mỗi lần sẽ trở thành vốn quý mà không gì có thể sánh được, cũng không có tiền bạc nào mua được. Vì thế, đừng tự tay chặt mất cơ hội thăng tiến của mình. Trong cuộc sống, những người này khá chăm chút về vẻ bề ngoài. Vì vậy, họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Tân Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường, kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Tuổi Tân Dậu cũng là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Tân Dậu là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp họ vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà phụ nữ tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Họ không chỉ đảm đang, tháo vác mọi việc nhà, mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Tân Dậu rảnh rỗi, bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc phụ nữ tuổi Tân Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Về sức khỏe, Tân Dậu chứa nhiều kim tính trong tuổi. Khi lớn tuổi, dù kim vượng hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ có vấn đề, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Theo tử vi luận đoán, tuổi Tân Dậu nữ mệnh có số hưởng thọ từ 69 tuổi đến 83 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Tân Dậu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng, tuổi Tân Dậu, theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Giáp bình hòa, cuộc sống ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, nữ mạng Tân Dậu không còn phải chịu cảnh vất vả, một thân một mình lo toan cho gia đình nữa, công việc và tiền bạc đều nằm trong tầm kiểm soát, nên đương số nhàn hạ được tấm thân. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn Lâm cục diện nhị hợp, tốt cho cả công danh và tài lộc, công việc tiến triển thuận lợi, càng làm càng thắng, tài chính ngày càng gia tăng, kinh doanh buôn bán đắc lộc, đời sống vật chất phóng khoáng, không phải căn ke chi tiêu như trước. Xét về ngũ hành, bản mệnh tương sinh cho lưu niên, nhìn chung công việc vẫn khá thuận lợi, nhưng hao tổn nhiều công sức, hại sức khỏe. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981, được dự báo sẽ có nhiều điều suôn sẻ trong năm 2024, cuộc sống bớt đi phần lo toan. Bản mệnh cũng được nhàn hạ tấm thân, công danh tài lộc không có gì phải lo lắng, làm càng nhiều thì càng thu về nhiều, phương diện tình cảm gia đạo cũng rất êm ấm, đón nhiều hỷ sự. Thứ hai, xem tử vi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Tân Dậu nữ mạng gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, trong số 9 ngôi sao, hay còn gọi là cửu diệu niên hạn, thì Thái Bạch, hay còn gọi là kim tinh, là một cục hung tinh, được cho là xấu nhất trong các sao xấu. Trong năm hạn, người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức, khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận, kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền một bài thơ về sao Thái Bạch như sau.
Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an, bi ai tang khó hao tiền. Không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Thái Bạch là hung tinh chủ hao tổn tiền bạc, có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự, xấu nhất là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Muốn giải hạn giúp vận trình thăng tiến nhanh thì Tân Dậu nữ mệnh gặp việc gì cũng cần lưu ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền. Vì dễ phát sinh cãi vã, khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường, sẽ có lợi hơn. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng, tuổi Tân Dậu theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm. Đối với các tuổi, nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định, Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được cố định tại cung Thìn, cùng với địa võng, sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua thường, sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mắc tiếng xấu, bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các bức án xử phạt, theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn, để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị, thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Tân Dậu, nữ mạng. Năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Tân Dậu gặp vận niên Mã Trúng Đao. Mã Trúng Đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương, nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế thì dễ gặp thất bại, bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bạn mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà, công việc kinh doanh, nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới, về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Tân Dậu, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Tân Dậu không phạm tam tai, các phương diện cuộc sống ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, đương số không còn quá vất vả lo toan cho gia đình. Kim lâu năm 2024. Tuổi Tân Dậu phạm kim lâu xúc, không thích hợp mua hoặc đứng tên xây nhà trong năm, bởi nó sẽ khiến cho công việc gặp trở ngại, làm ăn buôn bán thua lỗ nửa chừng. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Tân Dậu không phạm hoang ốc, nếu tiến hành làm nhà trong năm Giáp Thìn. Tiểu kết. Nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981, phạm kim lâu xúc trong năm 2024 nên không thích hợp đứng tên mua bán, xây dựng nhà cửa, làm ăn cũng có phần bấp bênh, hạn chế mở rộng vội vàng ở thời điểm này. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Tân Dậu, nữ mạng. Sang năm 2024, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mệnh, đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện nhị hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể dựa trên mối tương quan giữa can chi, ngũ hành của bản mệnh và niêu niên Giáp Thìn, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Tân Dậu, nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp được nhị hợp hậu thuẫn, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy,
Khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Tân Dậu nữ mệnh nên nắm bắt, vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Hơn nữa, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bản mệnh ngay từ lần đầu gặp tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp nữ tuổi Tân Dậu bắt tay vào việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung mới trong công việc. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào hồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, nhờ cái duyên buôn bán cùng sự vui vẻ thân thiện của mình mà các chị có công việc làm ăn thuận lợi, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều trong năm 2024 này vẫn có điểm hiểm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phù, đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn, gây bất lợi trong công việc nhé. Về mặt tài lộc, trong năm Giáp Thìn 2024, tài lộc của người tuổi Tân Dậu nữ mệnh cũng hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách ổn định, tiếng lành đồn xa. Ngày càng có nhiều người tìm tới, vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh, không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền. Người tuổi Tân Dậu nữ mệnh còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Bạn đúng là người phụ nữ song toàn, không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà. Bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên trong năm vẫn có một số thời điểm vận khí sa sút, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài soi chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con gà cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm cần phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối đấy nhé. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi có thể khiến bạn lơ là mất kiểm soát trong công việc, soát lại giấy tờ sổ sách. Vậy nên, hãy luôn chú tâm vào công việc vì nó có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn đấy nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, được ngũ hành tương sinh tác động, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của nữ mệnh tuổi Tân Dậu lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, gia phia sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang, tích cực làm việc thiện. Có quan niệm cho rằng, nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến.
cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức, không rõ nguồn cơn, những bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của, bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian, nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, không ngại chịu khổ, vận mệnh thay đổi, khi có thân người thì con người có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt. Con người trong bể khổ ấy mà vẫn không đánh mất đi bản tính chân thành, thiện lương của mình, một người nếm đủ cay đắng khổ đau trên đời mà tâm vẫn hướng thiện thì tất cả các nỗi khổ ấy đều hóa thành một bông hoa vô cùng chân quý, thánh khổ linh hoa. Và sau đây là lợi ích của việc nhận diện nỗi khổ. Nhiều người cho rằng tại sao đạo Phật cứ xoay quanh chuyện khổ, thay vào đó nói tới những điều hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao? Thực ra, Phật giáo hướng đến sự chân thực của cuộc sống, muốn chúng ta hiểu và đối diện thay vì trốn tránh. Nhờ vào những lời Phật dạy, ta có thể có được trí tuệ, thái độ sáng suốt, dám đối diện với sự thật để giải quyết tận gốc những khổ đau trong cuộc đời, chứ không sống trong sự giả vờ, ảo mộng hay lạc quan để tự lừa dối mình. Ngài đã để lại một nền văn minh chiết độ, đồ sộ, kho tàng dược liệu để chữa trị bệnh khổ đau cả thân và tâm cho chúng sinh. Ta cũng chẳng thể phủ nhận các lợi ích của việc nhận diện nỗi khổ như sau. 1. Không quá hoang mang khi gặp vấn đề. Giống như việc lập kế hoạch vậy, khi ta đã lường được một số tình huống có thể xảy ra, bao gồm trường hợp xấu nhất, thì lúc xảy ra vấn đề, ta vẫn bình tĩnh hơn. Vì thế, việc nhận diện những nỗi khổ cũng đã giúp ta phần nào đó trong cuộc sống. Một sự việc không tránh khỏi thì ta có bất ngờ oán thán sẽ chẳng lợi lộc gì. Quan trọng nhất là cách xử lý, thế nên khi đó ta biết rằng sự việc đang diễn ra và ta sẽ dành năng lượng cho việc giải quyết vấn đề mà thôi. Tương tự như vậy, khi gặp một trong 8 nỗi khổ trên ập tới, ta sẽ ung dung hơn trong việc đón nhận. Ta đã hiểu rằng một khi đã là quy luật thì chẳng thể chống nổi vì nó vẫn cứ sẽ xảy ra dù muốn hay không. Cũng như trong câu chuyện về Đức Phật giúp người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau mất con, cũng dựa trên sự hiểu biết này, vì sống trên đời này, có ai không trải qua cái chết, có người chết sớm, có người chết muộn, ta có cố gắng tránh bằng mọi cách cũng không được. Chưa nói tới lợi ích nào to lớn khác, ngay khi nhận diện được các nỗi khổ, cũng đã khiến chúng ta bớt đau khổ hơn rất nhiều. Đó thực sự là điều tuyệt vời mà nó có thể mang lại, thế nên Đức Phật thường nhắc tới sự khổ cũng là có lý do của nó. 2. Không bị bất cứ điều gì chi phối. Khi chúng ta nhận diện được rằng những ham muốn chỉ khiến ta buồn thêm, khổ nhiều thì ta bớt nắm bắt tham lam giữ mọi thứ về mình. Từ đó nhận thức về sự biết đủ, có như thế mới thoát được khỏi nghịch cảnh, tránh bị chi phối dẫn đến những hành động sai lầm. Ta nhận diện hoàn cảnh xảy ra, thay vì cố chấp, quá phụ thuộc cảm xúc của mình vào đó, ta biết rằng khổ nào rồi cũng sẽ qua, nên đời này có bị thất bại, hay có lúc bùi dập chúng ta xuống vực thẳm, cũng tin rằng mọi việc cũng sẽ lùi vào quá khứ và ta lại tiếp tục sống tiếp trên hành trình của mình ở cõi trần thế này. 3. Tu thân để thoát khổ. Để thoát khổ không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ có người đủ tài trí, đủ duyên thì mới tu hành có thành quả và thoát khổ được. Trong khi đó, hầu hết chúng ta ở cõi đời này vẫn còn nhiều tham, sân, si giữa đời thường, nên điều tốt nhất mà ta có thể làm đó là tu thân. Việc tu thân này có thể thực hành từ việc nho nhỏ và từng chút một. Nếu cảm thấy từ tu thân có vẻ khó hiểu thì nên được tạm hiểu một cách nôm na là kỷ luật bản thân. Ví dụ như ta có mong muốn mua một bộ quần áo đẹp chẳng hạn như, nhưng nhắc nhở bản thân rằng trong tủ còn rất nhiều đồ, nên ngừng ngay việc mua sắm lại, làm được việc đó cũng là bước đầu thành công trong việc kỷ luật bản thân rồi đấy. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024.
Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.